Chào các bạn, tin nhanh 24/7, bí mật động trời về đời sống tình dục của Michael Jackson. Theo đó, Radio Online trang báo đầu tiên nắm giữ những thông tin chưa từng tiết lộ về cuộc lục soát dinh thự Neverland tại bang California, Mỹ vào tháng 11/2013. Sự việc nằm trong việc điều tra lạm dụng tình dục trẻ em sau khi chủ nhân Heath Hedower bị một bé trai 12 tuổi tố cáo xâm hại tình dục. Theo Radio Online, một bản báo cáo dài 88 trang của Sở Cảnh sát Santa Barbara, cụ thể, siêu thự này, các quan chức năng đã phát hiện một số lượng lớn các bộ sưu tập và video với các hình ảnh khiêu dâm, ảnh trẻ em bị thành niên khỏa thân lấp từ phòng ngủ, phòng giải trí tới phòng tắm của nam ca sĩ. Chưa dừng lại đó, báo cáo này cũng chỉ rằng Michael Jackson còn sở hữu những hình ảnh về việc bạo dâm, khẩu dâm, tra tấn tình dục của người lớn và trẻ em. Những nội dung này công kích việc ông hoàng nhà pop đã thu hút chàng trai trẻ khác nhau phục vụ cho những sở thích tình dục lệch lạc của nam ca sĩ. Sau khi vụ việc liên tới cảnh sát Santa Barbara, bang California, Mỹ để xác minh vụ việc, tờ Bureau đã nhận được thư phản hồi. Một số văn bản báo cáo là bản sao của cáo của Sở Cảnh sát Santa Barbara cũng như những hình ảnh đăng về bằng chứng về đời sống kỳ lạ của Michael Jackson trên Internet hiện tại đã hoàn toàn là nguồn vô danh và không đáng tin cậy. Văn phòng cảnh sát chưa từng phát đi một thông báo rằng văn bản nào truyền thông cho vụ việc này và những hình ảnh bạn thấy cuộc báo cáo đó rõ ràng là những tư liệu cho nổi trên Internet. Trước một lượng lớn thông tin trái chiều này, đại diện của Michael Jackson đã tuyên bố 7 năm trước, chúng ta đã mất đi một nghệ sĩ tuyệt vời, một con người nhân đạo với trẻ em ở khắp thế giới. Những người hâm mộ Michael Jackson xứng đáng được lắng nghe những bản nhạc huyền thoại của ông thay vì phân tâm vào những thông tin bị đặt từ những tờ báo lá cải. Tất cả những thứ trong báo cáo, bao gồm những hình ảnh mà Sở Cảnh sát Santa Barbara gọi là trôi nổi kia, đều xuất phát từ thông tin sai lệch. Đây là hành động trục lợi bẩn thỉu từ các người quá cố của kẻ chơi trẻ, đại diện Michael Jackson cho biết. Chưa biết những thông tin này có đúng hay không, nhưng năm 2013, ông hoàng nhảy pop đã bị báo cáo 7 tội danh liên quan tới việc quấy rối tình dục trẻ em, được xử trắng án vào năm 2005. Nhưng một số luật sư của Michael Jackson cho biết phải chi gần 22 triệu USD để dàn xếp vụ việc với người tố cáo. Cảm ơn quý vị theo dõi này, hẹn lại video clip tiếp, nhớ like hoặc share, nhớ subscribe.